Thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy: Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi dẫn nhập ngày học ngày hôm nay, dâng kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư vị tinh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức cơ, kính thưa quý vị. Sau khi đã học xong về ý nghĩa của tâm và tâm sở, thì chúng ta sẽ học cái sự tương quan giữa tâm và các cái tâm sở hay là thuộc tánh. Ở trong phần này, thực ra thì nó có hai góc cạnh. Như bài học của chúng ta ngày hôm nay gọi là Citta Sangaha, tức là tâm thầu nhiếp thủ tánh, và phần thứ hai đó là cái phần thủ tánh tương hợp với tâm và chetasika sambayoga. Ngài Hòa Thượng Đình Sự hồi xưa Ngài có thí dụ một cái công ty ở trong một cái xã hội, nó có nhiều cái công ty, người ta phải thống kê mỗi một công ty như vậy có bao nhiêu nhân viên làm việc. Giống như tâm nó sẽ giết bao nhiêu tâm sở. Thí dụ như tâm nhận thức thì nó có 7 tâm sở tiến hành: nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân. Tâm tham thì nó có 22 thủ tánh, nó gom như vậy. Còn khi mà điều tra mỗi một người đi làm việc, họ làm việc ở công ty nào, cũng như giống như là khi chúng ta học mỗi một tâm sở, mỗi một thuộc tánh thì nó phối hợp với bao nhiêu tâm. Thí dụ như 7 tâm sở tự tha biến hành thì xúc nó hợp với 121 tâm, thọ tưởng hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó đều phối hợp với 121 tâm. Nhưng mà nói đến tầm á, thuộc tánh tầm thì nó chỉ phối hợp với 55 tâm thôi. Tứ thì được 66 tâm vậy đó. Thì không phải chúng ta chỉ có tìm hiểu mỗi một tâm có bao nhiêu tâm sở
nhiếp được bao nhiêu tâm sở. Mà chúng ta phải học mỗi một tâm sở như vậy đó, đâu phối hợp được với bao nhiêu tâm. Chúng ta có hai phần: Chitta Sangha và Chetasika Sambayoga. Hôm nay thì chúng ta học trước là phần một Chitta Sangha, tức là tâm tổng nhiếp được bao nhiêu thuộc tánh, thì đó là nội dung của bài học. Bây giờ thì mời cô Nhật Quỳnh, xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng giảng giải cho ý nghĩa này. Nam mô Phật Thầy. Dạ sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tiểu Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ con kính bạch ngài, nãy giờ con và nguyên xưng rất là phân vân, không biết con thấy cái phần chú thích của thượng tọa Giác Đẳng, nên con cũng không biết là hôm nay chúng con đọc và bớt bài tới đâu bạch ngài. Dạ ngài có thể chỉ dẫn thêm cho con một chút và con kính nhân bích đến ngài ạ. Ở đây trong cái bài học mà chúng tôi nhận được đó, thì lúc đầu thượng tọa Giác Đẳng chỉ gửi cho một cái bài học đơn giản mà sư tự tri đã in cho chúng tôi, nhưng mà tiếp đến thì chúng tôi có nhận được một cái bài chỉnh chu, tức là trong đó có lưu ý phần này sẽ được giảng trong nhiều bài học. Ở đây thì ở trong nhiều bài học, do đó bây giờ cô sẽ đọc qua bài các cái tâm cơ năng, có nghĩa là từ ngũ xuân thức cho đến tâm vi tiếu, nhưng mà cô đọc hàng ngang. Thí dụ như tâm ngũ xuân thức thủ tánh là nó gồm có bảy thủ tánh tự tha biến hành. Rồi đọc phần chú thích: mặc dù trên bình diện rộng thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó rất nhiều, nhưng phương diện vĩ mô đây là những tâm vân vân. Thì ở đây đó chúng ta đọc nghe, chúng ta đọc gì đó. Dạ cảm ơn cô Nguyễn Xuân. Và cô đọc đi xuống cho đến ngũ xuân thức, tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm khởi môn, khởi môn, tâm vi tiếu. Vậy học đến đó thôi.
Nếu như mà khi Thượng tọa Giác Đẳng giảng xong mà còn giờ đó, chúng ta sẽ đọc tiếp tục tâm tham, tâm sân, tâm si, tức là 12 tâm bất thiện. Tâm bất thiện nhiếp thu. Bây giờ chúng ta đọc cái tâm vô nhân nhiếp thu. Xin mời cô. Dạ, sa thú con thành kính, dạ con thành kính tri ân ngài Tỳ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng đã chỉ cho con đọc bài và đọc cái tâm vi tiêu. Giáo trình hôm nay thắng pháp ở thuyết thanh má bài 59 tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Phần 1 La Mã. Một trong những điều rất quan trọng trong việc học thắng pháp là Abhidhamma, là hiểu rõ sự tương hợp của tâm và các thuộc tánh. Người học không những chỉ nên nhớ những con số mà còn hiểu rõ lý do tại sao có và không có. Đây cũng là đặc điểm của thắng pháp mang lại cho người học. Phần 1. Tương hợp tâm đối với thuộc tánh. Tâm, thuộc tánh, chú thích. Tâm, ngũ song thức. Thuộc tánh, bảy thuộc tánh tợ tha biến hành, chú thích. Mặc dù trên bình diện rộng thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức được nói rất nhiều, vân vân. Nhưng trên phương diện vĩ mô, đây là những tâm biết cảnh sơ khởi và muội lược nhất, trên muội lược nhất nên chỉ có bảy thuộc tánh tợ tha biết hành. Tâm tiếp nhận 10 thuộc tánh tợ tha tương hợp từ cần hỷ dục. Đây là loại tâm cơ năng trong giới hạn bởi những sự nhận biết cảnh sơ khởi như ngũ song thức, nhưng cũng chưa mang chức năng sâu sắc như các tâm xử lý. Do vậy không có các thuộc tánh cần hỷ dục. Tâm quan sát, tâm quan sát thọ xả có 10 thuộc tánh tợ tha tương hợp trừ hỷ dục. B. Tâm quan sát thọ hỷ có 11 thuộc tánh tợ tha tương hợp trừ cần dục. Một thứ tâm cơ năng, nhưng khi cảnh giới rất tốt hiện khởi có thuộc tánh hỷ. Tâm khai ý môn có 11 thuộc tánh tợ tha trừ hỷ dục. Một thứ tâm cơ năng với những thuộc tánh căn bản nhưng hoàn toàn thuộc nội tại nên có thuộc tánh cần. Tâm sanh tiếu có 12 thuộc tánh tợ tha tương hợp trừ dục. Tâm là việc cười mãn năng cho chư vị ứng cúng thinh văn nên vẫn không tinh tế nên không có thuộc tánh dục. Dạ, và đến đây là chấm dứt phần 1. Còn thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay, và con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, con tri ân sư, dạ con thấy rồi. Dạ, con tri ân sư, con sẽ đọc phần ngữ và nghĩa. Ngữ và nghĩa. Trước kia, Ngài Tịnh Sự dịch chữ Sambhayogata, hợp đồng. Đôi khi, Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng dùng chữ hiện hành. Trong giáo trình này gọi là sự tương hợp để chỉ cho sự đồng sanh của tâm và thuộc tánh trong một sát na tâm, nên cẩn thận. Nên lưu ý rằng người học cần nắm rõ cả hai chiều, mỗi tâm tương hợp bao nhiêu thuộc tánh và ngược lại, mỗi thuộc tánh tương hợp bao nhiêu tâm. Đó là hai góc cạnh nhìn khác nhau. Mỗi phương diện của chúng ta phải hiểu khác biệt
Chính vì vậy không nên xem thường. Minh Họa xin quý vị vào cái link lớp học của Thác Tham Má sẽ thấy được bản minh họa. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi nhập ai giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng minh chánh sư ạ. À. Xin kính chân chư đạo tu sĩ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta sau khi học về tâm và các thuộc tánh thì chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay với cái phần tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Như quý vị nghe lời dẫn nhập của chúng ta tu sĩ là chúng ta sẽ nói về tâm có bao nhiêu thuộc tánh và thuộc tánh đi với những tâm nào. Bài học ngày hôm nay có một vài điều hơi khác biệt với những bài học trước. Đó là chúng tôi không có giảng trọn bài một lần, mà thay vào đó chúng tôi nói từng phân đoạn. Và ở trong sau mỗi phân đoạn đó thì chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa tu sĩ để giải về giải bổ túc cho những phân đoạn này. Vì lý do là như vậy là chúng tôi cảm thấy rằng ở trong bài học có nhiều phần, và nếu chúng tôi giảng hết và thượng tọa tu sĩ lại giảng trở lại đó thì có khi lại không có cái cái cảm hứng, hoặc giả là đôi lúc có những điểm mà chúng tôi nói chưa đủ đó và cần có sự bổ túc của thượng tọa thượng sư. Nên quý Phật tử quan nghĩ. Và thứ nữa đó là từ đây về sau đó phần biểu đồ chư pháp rất là quan trọng. Dạ, thành ra nếu quý Phật tử mà học ở trong Paul Talk mà có thể vào trong Zoom để theo dõi được đó, thì rất là tốt. Là bởi vì cho đến giờ này tới đi đó, từ bài học này trở đi đó, thì chúng ta lại cần đi Zoom. Một điều mà Paul Talk không làm được, tức là chúng ta phải post những cái đồ biểu lịch, những cái biểu đồ. Và không có những biểu đồ thì quý vị sẽ rất là dễ rối. Dạ, dễ rối, tương đối hơi khó hiểu. Thì thứ vị đầu tiên mà chúng tôi nói đó, đó là khi mà chúng ta đề cập đến cái sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đó, thì điều này cho chúng ta hiểu về tâm pháp một cách ly chi, vĩ mô. Và đây là đặc điểm của thắng pháp. Yeah, đây là đặc điểm của thắng pháp. Có nghĩa là ngoài thắng pháp Abhidhamm thì chúng ta không thể tìm thấy một cái lời giảng tương tự. Và do có những cái giảng giải về sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đó, nên cho chúng ta biết rất nhiều khía cạnh quan trọng. Thí dụ như là tại sao cái tâm đó không có vô lượng Phật, tại sao không đó tâm đó không có ngăn trừ Phật, tại sao tâm đó không có cần, không có hỷ, không có dục, vân vân. Những điều này đó nó cho phép chúng ta nhìn vấn đề một cách tế nhị hơn, một cách vĩ mô hơn. Và chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật đó là khi chúng ta học Phật pháp đó, có nhiều người thường xem nhẹ một số cái khía cạnh quan trọng. Thí dụ như chúng ta học về 12 nhân duyên thì mình học thế nào là vô minh, thế nào là hành, thế nào là thức. Nhưng mà thật ra định nghĩa như vậy chưa đủ đâu. Cái quan trọng nhất của 12 nhân duyên đó là tại sao vô minh lại duyên cho hành, mà tại sao vô minh không duyên cho thức, tại sao vô minh không duyên danh sắc. Tức là khi nói vô minh duyên hành đó,
thì chúng ta không thể chỉ hiểu là vô minh, không phải chỉ hiểu là hành, mà chúng ta phải hiểu rõ là tại sao vô minh nhưng cho hành nữa. Nếu chỉ hiểu có vô minh với hành không á, thì cũng giống như trường hợp là chư vị mà chứng đắc tam minh á, chỉ nhớ túc mạng minh, nhớ kiếp này sanh ra làm gì, kiếp kia sanh làm gì, nhưng mà không chứng sanh tử minh, tức là không nhớ rằng à cái tương quan giữa đầu mối này và đầu mối khác ra sao. Thành ra khi mình học rất là quan trọng để mình hiểu rằng à tâm này có bao nhiêu thuộc tánh và tại sao nó chỉ có chừng đó thuộc tánh mà nó không có những thuộc tánh khác. Thành ra phần này á, quý vị sẽ học chậm hơn những giáo trình khác. Thông thường các vị giảng sư giảng các giáo trình nữa thì khi đi vào phần này thì giảng rất là nhanh, bởi vì mình đã đi qua 121 tâm rồi, đi qua 52 thuộc tánh rồi. Nhưng mà quý vị đừng cảm thấy ngạc nhiên, trong giáo trình này chúng ta bắt buộc là phải đi tương đối rất là chậm. Thí dụ hôm nay chúng ta chỉ đề cập đến các cái tâm làm việc cơ năng và những thuộc tánh. Hiểu những điều này đó thì chúng ta sẽ hiểu tốt hơn. Chúng tôi có khi nói với quý vị một điểm, đó là những cái vị học thắng pháp đó, có thường là có hai, ngay cả các vị sư, và chúng tôi cũng phải nói thẳng, và nếu các vị có buồn đó, thì các vị tha thứ cho. Đa số chư tăng học thắng pháp từ Thái Lan ấy, từ Thái Lan thì các vị chú trọng về nhớ, về chi pháp nhiều hơn, mà các vị ít có giải thích. Và về điểm này thì chúng tôi phải nói rằng chư tăng mà học từ Miến Điện đó thì lại được giải thích nhiều hơn. Thí dụ như là chư tăng học ở Thái Lan giải rằng ngũ sung đức thì học với bảy thuộc tánh tợ tha biến hành thì như vậy là đủ. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng đó là học để thuộc lòng. Chúng tôi gặp nhiều vị lắm, nhưng mà với chư tăng của Miến Điện ấy, thì các ngài giải thích là tại sao nhãn thức chỉ đi với bảy thuộc tánh biến hành mà không đi nhiều hơn, ít hơn, thí dụ như vậy. Cái đó là cái điểm rất là quan trọng. Và điểm thứ hai nữa là chúng ta nhìn theo hai cái góc cạnh khác nhau, như hồi nãy thì tôi tự siêu có đề cập đến, đó là chúng ta nhìn một tâm, một thứ tâm có bao nhiêu thuộc tánh hợp, và một thuộc tánh tương hợp được với bao nhiêu tâm. Nhìn cả hai chiều như vậy đó thì chúng ta mới thấy vấn đề. Và thưa quý vị, một điểm khác trong phần này đó là khi mà chúng ta nói về sự tương hợp của tâm và các thuộc tánh đó, thì bây giờ chúng ta không có nhìn vào tâm và thuộc tánh, không có gọi bằng cái gọi riêng lẻ nữa, mà chúng ta phải gọi theo nhóm. Gọi theo nhóm, ví dụ như là khi mà chúng ta mới học thì mình chỉ để ý là đây là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý thì tầm tứ tán giải cần thể dục vân vân, mình chỉ để ý từng điểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta kể như vậy đó, mà kể đơn lẻ từng cái, thứ nhất là nó sẽ mất rất nhiều thời giờ, và thứ hai nữa đó là đôi khi chúng ta lại không có cái ý niệm rõ ràng. Và do vậy đó, khi mà đề cập đến những cái trường hợp kết cấu của mỗi một sát na, na sát na tâm đó, thì chúng ta dùng rất nhiều cái tên gọi của từng nhóm. Thí dụ như là nhóm si Phật, nhóm tham Phật, nhóm tợ tha biến hành, tợ tha biệt cảnh. Cái tên nhóm bây giờ rất là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thay vì mình nói rằng nó đi với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì mình nói rằng đi với ngăn trừ Phật. Hay là thay vì chúng ta nói là ở trong này nó đi với si vô tàm bố phụng vật, thì chúng ta gọi giống si Phật chẳng hạn. Thì quý vị sẽ thấy rằng càng học thắng pháp á, giai đoạn đầu á, thì mình chỉ chú trọng vào cái từng cái tâm một. Nhưng mà về 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 lâu về dài thì khi mình đề cập đến, chúng ta phải nói nhiều về cái phân nhóm. Ví dụ trên đó nói tâm tham có bốn tâm vô trợ, bốn tâm hữu trợ,
thì cái tâm vô trợ hữu trợ nó mang cái tính khác nhau, hay là bốn tâm ly tà hợp tà, bốn tâm thọ hỷ, tâm tham thọ xả, bốn tâm thọ xả, nó lại có cái tính cách khác nhau. Vì vậy khi mình học thắng pháp á, ban đầu thì có nhiều người rất lười, rất lười để ý tới biểu đồ. Có nhiều khi chúng ta rất lười để ý tới sự phân nhóm, nhưng mà càng học mà ai mà giỏi về phân nhóm, ai nhớ về phân nhóm thì nhất là nghe cái người giảng đó sẽ nhanh hơn. Dạ, sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà chúng ta không có chúng ta không có nhớ về sự phân nhóm đó, thì mình nghe không có rõ. Thì chúng tôi xin tạm ngưng ở đây một chút để có một vài một câu thảo luận với Thượng tọa Từ Siêu. Bạch Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có nghe được không? Không biết Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy, xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có nghe được không? Thưa vị Thượng tọa, Từ Siêu không có mặt ở trước máy. Do vậy chúng tôi xin được tiếp tục. Lẽ ra thì ở trong mỗi phân đoạn này chúng tôi có một câu hỏi riêng với Thượng tọa Từ Siêu. Ô dạ, và Thượng tọa Từ Siêu muốn hỏi Thượng tọa là khi mà chúng ta nói về cái sự tương hợp hay là cái kết cấu của một cái sát na tâm, mà ở trong đó có một cái tâm hay một thứ tâm đối với những thuộc tánh đó, thì điều đó quan trọng như thế nào? Nó cho chúng ta biết gì về thứ tâm đó, cho chúng ta biết về thuộc tánh đó? Xin Thượng tọa hoan hỷ giảng ở điều một chút, bởi vì có nhiều vị Phật tử nghĩ rằng mình chỉ học tâm tham, tâm sân, tâm si là đủ, thuộc tánh xúc thọ tưởng tư vân vân là đủ, mà không cần để ý nhiều đến cái sự kết cấu giữa tâm với thuộc tánh. Thì Thượng tọa hoan hỷ ở đây nói thêm là điều đó quan trọng như thế nào để chúng ta hiểu về tâm pháp. Xin kính thỉnh Thượng tọa. Bạch Chư Tăng kính thưa quý vị, ở trong chúng ta ví dụ giống như là ở trong một món ăn, ở trong một món ăn đó nhiều gia vị, mà hễ thêm một cái gia vị thì nó sẽ làm cho món ăn đó nó khác với cái món mà không thêm gia vị. Chúng ta thí dụ như một nồi canh chua, nếu mà chúng ta thêm loại rau này hay thêm cái loại rau khác thì nó sẽ làm cho nồi canh chua nó có hương vị độc đáo hơn là chúng ta nấu canh chua một cách đơn thuần. Chúng ta chỉ nấu với me hay là cái chất làm cho chua, me hay cơm mẻ thì nó chỉ chua vậy thôi, nhưng mà nó không có được cái hương vị thơm. Người ta thêm vào trong đó những cái loại rau như là rau ôm, làm cho cái nồi canh chua
nó có hương vị khác. Cũng vậy, mặc dù chúng ta nói tâm tham hay tâm sân, chúng ta nghĩ rằng là chỉ nói bao nhiêu đó là đủ rồi, nhưng mà không thưa quý vị. Tâm tham mà nó có tương ưng với tà kiến, tâm tham mà tương ưng với ngã mạn, tâm tham mà vô trợ hữu trợ, tâm tham mà câu hành với thọ xả, hay là câu hành với thọ hỷ, nó có cái khác nhau. Chứ không phải nói tâm tham là ai cũng tham giống như vậy, trường hợp nào cũng giống như vậy. Không phải. Có lúc mình tham mà có thủ tánh hỷ, còn tham mà không có thủ tánh hỷ thì nó sẽ biến thành một cái sát na tâm tham mà nó có sự vui thích với đối tượng hay là có sự bình thản với đối tượng, nó khác nhau. Thì tâm tham cũng giống như, ví dụ như là nồi canh chua, và thuộc tánh thì cũng giống như những cái nguyên liệu để nấu thành cái nồi canh chua. Tâm tham mà có khóm ở trong đó, nồi canh chua mà có khóm ở trong đó, hay là có bạc hà, thì như vậy nó sẽ khác đi với canh chua mà nấu với rau muống hay là rau nhúc vô vân, nó có cái sự sai khác nhau như vậy. Chính vì thế đó khi nói về sự tương hợp giữa tâm và các thủ tánh, nó cũng có một điều quan trọng là giúp cho chúng ta nhận ra cái bản chất của tâm vốn là vô ngã. Nó sẽ tùy thuộc vào cái pháp tương ưng, tức là những cái năng duyên mà nó tương ưng với, tương câu sanh với thức uẩn tham, nó sẽ biến cái tâm tham đó nó có một cái sắc thái khác, vân vân. Thì chúng ta cần phải hiểu cái chỗ này theo cái thí dụ đó. Xin thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại Nam Mô Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa Tuệ Sư. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta chỉ nói về những cái tâm là việc cơ năng, ở trong đó có ngũ song thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, trí thức, thiệt thức, thân thức, và tâm tiếp thu trong quan sát, khai ngũ môn, khai ý môn là những tâm là việc cơ năng, và tâm sinh tướng, một thứ tâm cơ năng khác mà chúng ta sẽ nói chuyện. Thì trong 18 tâm này thì gọi là tâm vô nhân. Thì thứ gì đầu tiên là ngũ song thức. Người mà học về ngũ song thức trong Thắng Pháp đó, và nhất là các vị mà không có cái căn bản về kinh đạo hay không có quen thuộc với Phật giáo Bắc truyền, học về ngũ song thức mới ban đầu thì chúng ta cảm thấy có cái gì đó hơi lạ lạ. Hơi lạ lạ tức là ví dụ như khi mà chúng ta nói đến trong duy thức nói về bát thức quy củ tụng chẳng hạn, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức,
rồi Mạt Na thức, rồi A Lại Gia thức. Thì thưa quý vị, khi mà nói như vậy đó thì mình cảm tưởng như sáu thức này đó thì nó đều quan trọng giống như nhau và quan trọng. Mà mình đọc vào trong kinh tạng thì cũng nghe Đức Phật Ngài nhắc nhiều, dạy nhiều về thu thúc đối với mắt, đối với tai, đối với mũi, lưỡi. Hay là chúng ta học về duyên khởi, có lục căn, rồi nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, vân vân. Thì đúng là trên bình diện rộng đó, trên cách nói đại loại đó, thì như là chúng ta đang nói ở tại đây, thì thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng năm cái thức là năm cái biết đối với năm cảnh sắc thân khí vị xúc. Và năm cảnh là cái gì chi phối và ngự trị cả thế giới của chúng ta, là những người trong dục giới. Thế nhưng khi mà ngũ song thức được nói ở tại đây đó, thì cái ngũ song thức này đó, nó không phải là nó rất trọn vẹn cái sự nhận biết, xử lý, nhào nặng thẩm thấu cảnh sắc, mà nó chỉ đơn thuần là cái tâm biết cảnh sắc, đó là vuông tròn, xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ vân vân. Và cái biết này nó rất là bụi lực so với cái mà chúng ta gọi là nhãn thức bình thường, mà chúng ta nói trong phương diện rộng của kinh tạng. Hay là chúng ta thường nghĩ rằng ví dụ mình nói là con mắt là cửa sổ của linh hồn, ta nói giảng thức vậy. Nhưng mà giảng thức này thưa quý vị, nó được tương tự như là nó là một cái tâm sơ khởi ghi nhận cảnh sắc, tâm sơ khởi ghi nhận cảnh thinh, mà nó chưa có qua cái giai đoạn xử lý. Nó giai đoạn xử lý, nó chỉ là một cái giai đoạn bắt cảnh thôi, giống như là cái máy chụp hình mà chúng ta nói đến có cái lens để đem ánh sáng vào, đơn giản đem ánh sáng vào, nhưng mà rồi còn xử lý tấm ảnh đó có chiều sâu, xử lý tấm ảnh là di động hay tối sáng vân vân, thì đó là một cái chuyện khác. Thì ở đây chứ, khi mà chúng ta đề cập đến ngũ song thức thì chúng ta phải nói rằng đây là một cách nói rất là vĩ mô, và do vậy năm cái thức này tương đối hết sức là mũi lượt. Mặc dù có một điều thú vị là khi mà chúng ta nói đến ngũ song thức đó, thì ở trong đó nó đã có một cái quy định là cảnh tốt và cảnh xấu. Thí dụ tại sao chúng ta gọi là ngũ song thức, nghĩa là năm cái cặp thức, cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp trực thức và cặp thân thức. Cặp nhãn thức thì có nhãn thức quả bất thiện, và tức là nhãn thức đối với cảnh sắc xấu và cảnh sắc đẹp. Và cái xấu cách sắc đẹp ở đây nó ở trong cái dạng rất sơ khởi, chứ nó không phải là một dạng đã xử lý rồi, đã nhào nặng rồi. Thành ra chính vì cái tâm muội lượng này nên ngũ song thức chỉ có 7 cái thuộc tánh gọi là tự tha biến hành. Khi mà chúng ta nói về biến hành, tức là chúng ta nói xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Và 7 cái thuộc tánh này, thưa quý vị, nó ở cái mức độ mà chúng ta gọi là đơn giản nhất, bụi lược nhất. Thì bây giờ xin trở lại với thượng tọa Tề Siêu. Bạch thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thượng tọa khoan hỷ cho biết. Và một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Quang Hỷ, cho biết thượng tọa có ở trước máy không? Và quý vị Quang Hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi dạ. Vậy mà thượng tọa Tề Siêu, nó là một điểm rất là thú vị khi mà chúng ta nói trên bình diện rộng và trong kinh tạng á, thì như là mình nói về
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hay là mình nói về thu thúc lục căn, hoặc giả là chúng ta nói về lục nhập á, thì chúng ta mỗi một thức như vậy nghe lớn gì. Nhưng mà khi mà chúng ta học về tâm pháp ở tại đây đó, thì ngũ song thức được nói một cách rất là đơn giản, rất là mũi lượt. Thì tôi phát hiện cho biết cái cảm nhận của thượng tọa như thế nào khi mà một người học có vẻ ngỡ ngàng với cách nói vĩ mô và cách nói trên bình diện rộng, nó khiến cho chúng ta có một cái cảm giác rất là khác biệt về tính cách quan trọng của ngũ song thức. Xin kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị, ở trong kinh Tạng khi mà nói đến nhãn thức, nhĩ thức, kỹ thức, thiệt thức, thân thức, và nói đến cái khía cạnh tu tập, thì ở đây là nói chung ở trong một cái lộ trình. Lộ trình nào? Lộ trình tâm, nhãn môn. Trong đó có nhãn thức, thì lấy nhãn thức làm trọng điểm mà nói. Không có đề cập đến những cái chi tiết ở phía sau. Còn ở trong thắng pháp, khi mà đề cập đến nhãn thức thì chỉ lấy cái sát na nhãn thức ở trong lộ trình tâm ngũ môn mà thôi. Còn phải kể ra nữa là cái sát na nhãn thức đó nó trợ cho, nó duyên cho tâm tiếp thu. Tâm tiếp thu duyên cho tâm quan sát bằng cách vô gián duyên. Vô gián duyên quan sát đó, ý thức giới này nó trợ cho ý thức giới phân đoán, tức là khai môn. Rồi khai môn đó mới trợ cho cái tâm động lực, cũng một loạt tâm đó là bất cảnh sắc, hay hoặc cảnh thinh, cảnh kiết, cảnh biện, cảnh xúc. Mà chính cái tâm động lực đó là cái tâm bất thiện hay là tâm thiện, cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng trong cái việc mà chúng ta tu tập, hay là khéo tu tập hay là không khéo tu tập. Bởi vậy không có cái gì khác biệt lớn giữa cái đó kinh Tạng và thắng pháp, chỉ tại vì ở trong kinh Tạng là nói một cách tổng quát và lấy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức làm cái tiêu điểm, chứ kỳ thật nếu mà phân tích theo thắng pháp thì cái giai đoạn sát na tâm nhãn thức nó chưa có gì cả, nó chưa có gì cả. Khi mà nhãn thức sinh khởi không phải dừng lại ở đó, mà tâm nhãn thức sinh khởi thì nó phải có tâm tiếp thu. Tâm tiếp thu được có tâm quan sát, quan sát có tâm phân đoán, tâm phân đoán mới có cái tâm động lực. Rồi cái tâm động lực này mới là làm nên chuyện, làm lớn chuyện. Cho nên ở đây đó, một người học kinh Tạng thì người đó phải biết qua thắng pháp,
thắng pháp tạng. Mà học thắng pháp tạng thì phải biết qua kinh tạng, thì như vậy chúng ta mới dung hợp được, chúng ta thấy không có cái sự sai khác. Còn nếu như mà chúng ta chỉ học một phía kinh tạng hay là một phía thắng pháp tạng, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy ngỡ ngàng. Thí dụ như ở trong kinh tạng thì nói là thu thúc lục căn. Thật ra đó thưa quý vị, nếu mà nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, làm sao mà mình thu, gọi là thu thúc được? Ở trong thanh tịnh đạo mới nói rằng là cái tiếng gọi là thu thúc lục căn đó cần phải hiểu là chỉnh sửa chánh niệm ngay cái tâm động lực cho quanh nó của lộ trình nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, chớ không phải là thu thúc lục căn, thu thúc nhãn căn là nhắm mắt lại, hay là thu thúc nhĩ căn là bịt lỗ tai lại, không phải vậy. Thì một cái gợi ý trong thắng, trong thanh tịnh đạo mà ngài Bố Thất Khô Xá đã cho chúng ta biết cách nói ở trong kinh tạng và cách nói ở trong thắng pháp, thì tương tự như trường hợp này vậy. Mặc dù nói nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, danh từ thì giống nhau, nhưng mà trong cách nói của kinh tạng thì ở trong đó là bao gồm luôn cả một cái diễn trình tâm mà có nhãn thức làm tiêu điểm, cái diễn trình tâm mà ở trong đó có nhĩ thức làm tiêu điểm. Còn ở trong thắng pháp thì chỉ nói đơn thuần là sát na, cái tâm nhãn thức lấy ra cái sát na đó để mà nói, để mà giải thích, để mà phân tích những cái thuộc tánh phối hợp với nó thôi. Cho nên chúng ta mới thấy ở đây khi đề cập đến cái sự tương hợp giữa tâm với các thuộc tánh thì chúng ta thấy ngũ xung thức đơn thuần chỉ có 7 cái thuộc tánh đợi tha biến hành, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý. Chúng ta chỉ thấy gì? Nhưng mà ở trong kinh tạng thì chúng ta nhìn thấy sáu thức đó nó rất là quan trọng. Đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giáo Đảng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sau khi cái chuyện chuyện tòa tuệ siêu, thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói qua sự tương hợp tâm và thuộc tánh của một số tâm cơ năng khác. Thì nếu chúng ta ôn lại phần học về tâm thì chúng ta nói có tâm tiếp nhận hay là tâm tiếp thu và tâm quan sát, cũng như tâm khai ngũ môn và khai ý môn. Thì ở đây bắt đầu chúng ta hé lộ một cái trường hợp, đó là một cái nhịp cầu giữa nội giới và ngoại giới nó tinh tế hơn. Dạ, chúng tôi lấy một cái ví dụ là cái tâm ngũ song thức giống như một cái người gác cổng thôi. Dạ, người ta đến thì người đó biết là ông A biết bà B. Nhưng mà bây giờ đó, trước khi đưa cái người đó vào bên trong để gặp một cái người mà có cái khả năng xử lý đó, thì nó có cái người dẫn đường, cái người chạy bàn đưa dẫn đường vào bên trong để ghi danh, để làm thủ tục vân vân. Thì những cái người này đó là cái vai trò của họ tương đối là không quá
không có quá sâu sắc, không có quá tỉ mỉ như là những cái người có trách nhiệm để xử lý, để giải quyết việc hay để đưa ra cái quyết định là phải đối với người đó như thế nào. Nhưng mà những người này đó lại làm việc nhiều việc hơn là cái người gác cổng. À, người gác cổng cần biết chỉ nhận là có A và B và kêu ta vô đưa vào thôi. Thì hiểu như vậy, những cái tâm nhiên tâm tiếp nhận, tâm quan sát, khai ngũ môn, khai ý môn đó, thì nó làm việc mang tính cách là cơ năng, là máy móc. Dạ. Thế vậy ở trong này đó có một số cái trường hợp, dạ, số trường hợp mà nó có sự khác biệt. Thí dụ như là tâm tiếp nhận đó, hay tâm tiếp thu đó, thì có 10 thuộc tính tợ tha. Ở đây chúng ta mới bắt đầu đi vào một trường hợp gọi là phải nhớ theo nhóm đó. Khi chúng ta nói 10 thuộc tính tợ tha thì chúng ta nhớ rằng tợ tha có tất cả là 13 thuộc tính. 13 thuộc tính đó là 7 tợ tha biến hành, tức là xúc thọ tưởng tư định văn căn tác ý, và 6 cái tợ tha biệt cảnh, tức là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Sở dĩ gọi là tợ tha biến hành đó là tất cả tâm đều có, chúng ta nhớ tất cả đều có 7 cái thuộc tính này. Nhưng mà đối với cái thuộc tính tợ tha biệt cảnh đó, thì nó mang cái đặc điểm cũng giống như là tợ tha biến hành, tức là nó đi với thiện thì nó là thiện, đi với bất thiện thì bất thiện, đi với vô nhân đó là đi vô ký, đó là vô ký. Nhưng mà ngoài ra cái biệt cảnh này đó, nó cũng khi có khi không. Và ở tại đây bây giờ thì chúng ta mới thấy rằng tại sao những cái 6 cái thuộc tính biệt cảnh này nó khi có khi không. Trong cái tâm tiếp nhận này đó, nó mang cái cách vẫn còn là cơ năng, tương đối là nó vô thưởng vô phạt. Và vô thưởng vô phạt do đó nó không có cần, không có hỷ, không có dục. Dạ. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đây là một cái môi giới giữa ngoại giới ở bên ngoài và tâm xử lý, và cảnh và tâm xử lý, nó là môi giới, thành ra nó tương đối là có phức tạp hơn, do đó có tầm tứ thắng giải so với ngũ sắc thức. Riêng về tâm quan sát đó, thì thưa quý vị, tâm quan sát đó, nó được chúng tôi có giải thích là tâm tiếp thu giống như là cái người mà cái ngũ song thức như người gác cổng á, tâm tiếp thu như là một người nhận khách ở bên ngoài đưa vào cái bàn gọi là bàn tiếp tân, và tâm quan sát á, thì nó giống như một người mà tiếp tân ở tại bàn reception mà lúc bây giờ ghi danh người đó, ghi danh người đó, thì cái người tiếp tân đó lúc bây giờ được biết là đây là một căn rất là quan trọng, hay là một khách hàng ít khi có mặt, hay là một khách hàng hiếm khi đến. Và khi cái tâm quan sát đó, đối với cảnh mà gọi là cảnh tốt đó, thì ở trong đó nó lại khởi lên cái thọ hỷ, và cảnh rất tốt, phải nói rất tốt. Chúng ta lấy ví dụ là buổi sáng hôm nay chúng ta thức dậy một cái ngày bình thường thoải mái, không có vấn đề gì, thì thật ra thưa quý vị, cái thấy nghe ngửi nếm đụng chung quanh chúng ta đó vẫn là dễ chịu, vẫn là cảnh của quả thiện. Nếu mà chúng ta thức dậy mà ở chung quanh đó nó có cái gì nó quá dơ, nó nghe chát chúa, hoặc là cái mùi hôi thối vân vân, thì cái đó là quả bất thiện. Nhưng mà một cái gì rất là bình thường thoải mái, cái đó là quả thiện. Nhưng mà rồi ngoài cái quả thiện đó ra còn có một cái cảnh rất là đẹp, ví dụ như là tự nhiên buổi sáng mình mở cửa ra bên ngoài, trời trong mát, mặt trời mọc lên ở trên trời, trong xanh và trời mát mẻ, chim hót đẹp quá, thì lúc bây giờ cái đó chúng ta gọi là cái cảnh mà cái nhận thức quả quả thiện mình rất tốt, cảnh cảnh rất tốt. Thì cái rất tốt đó đó nó tạo cho chúng ta một cái tâm quan sát thọ hỷ. Tâm quan sát thọ hỷ nó cũng là một thứ tâm quả thiện, nhưng mà
Nó hoàn thiện có hai cái: thọ xả là cảnh bình thường, cảnh còn thọ hỷ là cảnh tương đối rất tốt, thì sanh trong quan tâm bát sở hỷ. Do vậy ở trong cái tâm quan sát thọ hỷ lại có 11, tức là nó thêm một cái thuộc cánh tự tha gọi là hỷ. Dạ, gọi là hỷ. Rồi hai cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn, thì thật ra để hiểu rõ hai tâm này thì chúng ta học vào cái diễn trình của tâm thức thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng mà riêng bài học về tâm, chúng ta đã nói rằng hai cái tâm này được xem như là hai cái vị trợ tá đặc biệt cho các vị giám đốc. Và khi mà ở tại bàn reception gửi đến một phòng nào đó, thì vị trợ tá là cái người mà dẫn người đó đến gặp vị giám đốc. Thì tâm khai ngũ môn đặc biệt nói đến năm cảnh ở bên ngoài, gọi là ngoại cảnh, đối sắc thân khí vị xúc, và tâm khai ý môn. Thì ở đây cũng có điều thú vị là tâm khai ý môn đó, thì tại vì nó hoàn toàn nội tại, không có ngoại cảnh ở bên ngoài, chỉ bên cảnh pháp đó, thì tâm khai ý môn nó lại có thêm một cái thuộc cảnh gọi là cảnh. Dạ, đây cũng là một điều rất là thú vị khi mà chúng ta so sánh giữa cái cảnh ngoại giới và cảnh nội giới. Chúng tôi nói lại là năm cái cảnh sắc thân khí vị xúc mà trực tiếp trong hiện tại đó, nó thuộc về hoàn toàn ngoại giới, tức là sắc thân khí vị xúc, cái gì mình thấy nghe ngửi nếm đục. Nhưng mà sau đó rồi những cái gì nhồi nặng đó, những cái gì mà tiêu hóa, cái gì mà thẩm thấu, cái gì mà xử lý đó, thì thứ gì nó thuộc về cảnh pháp. Và ngay cả năm cảnh đó mà nó trôi về quá khứ, nó cũng là cảnh pháp. Và do về cái tâm mà môi giới cho tâm xử lý cảnh pháp đó, thì nó lại có thêm cái thuộc tánh về nó có cần mà nó không có hiểu về dục, do đó nó có 11 cảnh tự tha. Thì bây giờ chúng tôi tạm ngưng ở đây một chút để có một câu hỏi đối với Thượng Tọa Từ Siêu. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ. Dạ, muốn hỏi Thượng Tọa Từ Siêu là thông thường đó, những người mà học Phật và đặc biệt chuyên về kinh tạng đó, thì không thấy nó có cái gì quan trọng khi mà nói những cái tâm mà cơ năng hết, ví dụ như là tiếp thu quan sát, đặc biệt tâm khai ngũ môn, khai ý môn. Bởi vì sao vậy? Tại vì mình chỉ nói về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức được rồi. Nhưng mà ở đây đó, chẳng những chúng ta đề cập đến những cái tâm làm việc, máy móc làm việc cơ năng này, mà chúng ta còn có một cái sự phân biệt rất là ly chi về những cái tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đối với tâm cơ năng. Thì nếu có người nào đó họ nói ô mấy cái tâm này mình không cần để ý đến, nó không quan trọng, thì thí dụ mình nói 18 giới, thì mình thấy rõ ràng trong 18 giới khi mà nói về ý thức giới như vậy, ý giới, ý thức giới thì nó quan trọng lắm. Nhưng mà theo Thượng Tọa đó, thì những cái cách mà nói về những tâm cơ năng này nó quan trọng như thế nào đối với khi mà chúng ta bàn về tâm pháp theo Phật học, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái điều này nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người. Người mà có khuynh hướng có trí tuệ, có khuynh hướng trí tuệ, họ sẽ suy tư, họ sẽ tìm hiểu, sự cân nhắc thì họ mới học và thắng pháp được. Còn như đối với người mà họ không thích, vì họ không có muốn động não, họ chỉ muốn đọc kinh điển với lý thuyết để làm sao mà hiểu được
tâm nào nên tu tập và tâm nào không nên tu tập, thì như vậy những người đó họ mới chỉ xem trong tâm trạng chứ họ không có cần phải đọc qua thắng pháp. Thì với những người này, cho dù mình có giải thích như thế nào thì cũng không có thể thuyết phục họ được. Thì gặp những cái trường hợp đó, theo chúng tôi thì nếu họ có cái khuynh hướng họ chỉ muốn tìm hiểu cái tâm nào nên tu tập và tâm nào không nên tu tập, tâm nào nên tu tập, tâm nào cần độ trừ, tâm nào cần phải biến tri, tâm nào cần phải đắc chứng, thì mình chỉ nêu lên cho họ biết một cách tổng quát về cái giáo đó được rồi. Còn khi mà học lộ trình tâm mà từng sát na tâm thì trong trường hợp này không phải tất cả mọi người đều có thể học được hết. Và ở đây chúng tôi xin thưa rằng là nếu mà người nào không thích thì họ không cần học gì pháp. Còn nếu như đã đi vào trong cái lớp diệu pháp thì họ phải hiểu cái chỗ đó cần phải nói như vậy, trình tự thứ lớp phải là như vậy. Bởi vì ở đây nó có cái sự trợ duyên lẫn nhau. Thí dụ như nói 18 giới thì trong đó ý giới khi mà vừa bắt cảnh sắc cảnh thinh khi bị xúc thì ý giới là khai ngũ môn sanh khởi trước, rồi ý giới đã trợ cho nhãn thức giới hoặc nhĩ thức giới hoặc tỷ thức giới hoặc thiệt thức giới hoặc thân thức giới bằng cách là vô gián duyên liên kết duyên, rồi nhãn thức giới đó mới trợ duyên cho ý giới tiếp thu bằng cách là vô gián duyên, rồi ý giới đó trợ cho ý thức giới vô nhân, tức là khai y môn với cái tên gọi là quốc thóc cánh nát, là tâm phân đoán. Rồi cái ý thức giới này mới trợ cho ý thức giới thuộc về động lực, thì cái ý thức giới thuộc động lực này đó, nó là tâm tham hay tâm thiện hay là tâm tố, dục giới, hữu nhân. Thì lúc đó ý giới trợ cho ý thức, cho nhãn thức giới trợ cho ý giới, rồi ý giới trợ ý thức giới, ý thức giới trợ ý thức giới. Nói như thế đó, người chúng tôi gọi một cách nôm na đó, người trong nghề đó, thì nghe nói là hiểu. Nếu mà cái này không hiểu được thì là khi mà chúng ta đọc qua cái tạng thắng pháp mà nghe cái bộ thứ bảy ấy, nghe bộ thứ bảy mà bộ bát thanh á, là chúng ta đọc vào trong đó chúng ta không hiểu được cả. Cho nên ở đây khi mà chúng tôi dạy ở trong học viện mà dạy tới cái bộ thứ bảy này và đưa lên cho họ thấy thì chúng tôi phải giải thích bằng cái lộ trình tâm, giải thích bằng cái lộ trình tâm. Mà nói như vậy nhưng mà ở trong lớp cũng không có hiểu gì lắm đâu thưa quý vị. Mặc dù ở cái trường, trong cái trường đại học giáo đó thì muốn cho tăng ni sinh sinh viên họ hiểu về tam tạng Pali, nhưng mà qua đến cái tạng diệu pháp thì gặp cái bộ này thì như thượng tọa Giới Đẳng nói khi nãy đó, thì họ cảm thấy rằng không có đây để làm cái gì. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói một điều là giữa hai
cái hiểu. Một người hiểu giáo lý của Đức Phật xuyên qua thắng pháp, cái hiểu đó nó khác hơn là cái người hiểu giáo lý của Đức Phật mà không xuyên qua thắng pháp. Bởi vì một người hiểu giáo lý của Đức Phật mà không xuyên qua thắng pháp, ví dụ pháp đó, thì lúc bây giờ họ rất dễ ngộ nhận cái gọi là tâm hay ý hay thức, là cái danh từ gọi như vậy. Nhưng mà đó là một cái, nó như là một cái linh hồn, và họ không thấy cái rỗng không, cái vô ngã ở trong cái gọi là tâm, ý hay thức. Còn nếu như một người có học ví dụ pháp đó, thì khi mà nói đến tâm hay ý hay thức thì họ hiểu ví dụ pháp rồi đó, thì họ cũng nói là tâm, ý, thức. Mặc dù vậy nhưng mà họ không có chấp thủ, không nghĩ rằng là một cái linh hồn, là một cái phần tâm linh đơn thuần bất biến, nisato nichivo sujo, cảm thấy rỗng không. Tại sao là rỗng không? Là vì tâm đó có nhiều thứ, và mỗi thứ tâm như vậy nó có nhiều thuộc tánh tương hợp, rồi ý đó cái phân biệt là ý giới hay là ý thức giới, cái vai trò của ý giới như thế nào và vai trò của ý thức giới như thế nào, mano thatu, mano vijnana thatu, nó khác nhau. Còn khi nói đến thức thì không phải chỉ đơn thuần là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mà người đó còn phải hiểu có nhãn thức. Nhãn thức được sanh khởi là do có nhãn thức giới, được sanh khởi là do có ý giới, ngũ sục thức khai mở tiếp nhận cái cảnh ngoại đưa vào. Rồi không phải nhãn thức giới mà sanh khởi đến từ đó vào cái sát na đó mà cho rằng là tốt hay là xấu, người ta không có ghi nhận như vậy. Bởi vì khi mà mắt thấy cảnh sắc thì nhãn thức giới sinh khởi, thì cho dù Đức Phật lại nhìn cảnh sắc thì cũng là nhãn thức giới sinh khởi. Vì A-la-hán nhìn cảnh sắc cũng là nhãn thức giới sinh khởi. Như vậy thì giữa cái nhãn thức giới của Đức Phật, của chư vị A-la-hán và của phàm phu chúng ta, nó khác nhau ở chỗ nào? Nhãn thức giới là nhãn thức giới, nhưng mà khác nhau ở chỗ là nhãn thức giới phải qua những cái tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm đoán định, rồi đưa đến động lực. Nó khác nhau ở chỗ động lực biết cảnh sắc, nhưng mà vừa khi biết cảnh sắc thì cái tâm động lực nó xử trí cảnh bằng một cái thái độ như thế nào,
thì chỉ có học nhiều pháp ở chỗ này mới có thể nhận được, mới có thể hiểu được thôi. Cho nên ở đây thì Tổ Chư Đẳng vừa nêu cái câu hỏi là những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nếu như vậy đã đủ rồi thì sao có thêm những cái tâm như là tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm khai ngũ môn, khai ý môn chi gì? Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta, một người họ mua chiếc xe về, họ chỉ biết là khởi động máy, lên số và đạp ga cho xe nó chạy đi đến đâu mà muốn, đi đến siêu thị hay đi đến một cái nơi nào đó, thì họ chỉ biết đơn thuần có nhiêu đó thôi. Nhưng mà với một cái người chuyên môn về xe thì họ cần phải biết rõ là khi khởi động máy, cái tiếng máy đó nó êm dịu hay là tiếng máy đó nó nổ lớn, và khi mà chạy đó thì bánh xe, cái động cơ nó có rung rung hay là nó êm, nó khác nhau. Người ta sẽ biết cái này là do cái gì. Cái âm thanh của cái động cơ đó khi mà nó hoạt động mà nó êm hoặc là nó ồn ào, cái đó là do cái gì mà nó nảy sinh ra như vậy. Hoặc là khi đạp ga nhưng mà cái tốc độ xe nó vẫn chậm chứ nó không có nhảy, nó không có giọt, thì người ta biết cái đó là do cái sự cố gì ở trong các cái bộ cơ phận của máy. Thì cái người học diệu pháp á, giống như là một người rành về các cái cơ phận của cỗ máy. Hành khách mà lên ngồi trên xe, thưa quý vị, họ không có để ý, họ không có biết, nhưng mà cái người tài xế đó, là họ biết cái bánh trước phía bên phải hay bên trái nó bị mềm vỏ, hay bánh sau nó bị mềm vỏ. Người ta ghé lại ở chỗ mà bơm hơi bánh xe để người ta bơm. Tại sao họ biết? Là tại vì họ hiểu tinh tế hơn mình. Còn mình chỉ là một người hành khách ngồi trên xe, xe đưa đến đâu thì mình ngồi trên xe, mình lên xe và xuống xe tới chỗ đó thôi. Thì người mà học kinh tạng thì cũng giống như một người hành sách khách ngồi trên, chỉ biết lên xe rồi xuống xe thôi. Còn đối với người mà có học thắng pháp đó, thì cũng giống như một người tài xế kinh nghiệm, khi mà chiếc xe chạy mà tay lái nặng hay là nó hơi bị đảo một chút là người ta biết cái đó là nó bị trục trặc ở chỗ nào. Thì ở đây đó, trong cái cách mà biết cảnh, nếu mà nói tâm nhãn thức biết cảnh, thu thúc nhãn căn vậy thôi. Nếu nói như vậy thưa quý vị, là ở trong một vài trường hợp
chúng ta không biết làm sao để mà thu thúc được. Nhưng mà khi chúng ta học về thắng pháp á, thì mắt vẫn nhìn cảnh sắc, tai vẫn nghe tiếng, nhưng mà họ sẽ chú ý ở chỗ là khi thấy như vậy nó phải truyền giao qua các cái tâm cơ năng khác, như là tiếp thu, quan sát, phân đoán, tức là khai ý mô. Rồi bây giờ cái chỗ, cái giai đoạn mà động lực cho bên đó, cái giai đoạn động lực đó nó khởi lên, nếu là bất thiện là do cái sự không khéo tác ý đối với cảnh, còn nếu như khéo tác ý thì khởi lên tâm thiện ngay lúc đó. Thì người ta tu, hay là người ta trừ khử cái tâm, là trừ khử ở chỗ này, tu tập ở chỗ này, biết gì như vậy nó cũng đỡ, thưa quý vị. Nhưng mà cái này chỉ nói cái người ở trong nghề thì chúng ta mới có thể cảm nhận được, mới có thể hiểu được. Còn nếu mà chúng ta không có trong nghề thì nói cũng như không thôi. Cho nên chúng tôi chỉ trình bày vừa phải để cho quý vị hiểu. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại tiếp tục với bài học. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình năng Thượng Tọa Đề Bảo Siêu. Chú ý Phật tử, phần tiếp theo của phần chúng ta nói về sự tương hợp giữa tâm và thủ tánh, chúng ta chỉ nói thêm một phần này nữa thôi, rồi những tâm khác chúng ta sẽ học vào những bài học kế tiếp. Đó là tâm sinh tiếu, tức là tâm làm việc cười cho chư vị thinh văn, chư vị A-la-hán thinh văn. Trước khi mà nói về sự tương hợp giữa tâm và tâm này và thủ tánh thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một điều rằng khi mà chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa học Phật pháp đó, có lẽ là mỗi người đều có một cái tác động để có cái niềm tin khác nhau, nhưng mà riêng với cá nhân chúng tôi đó thì chúng tôi lại có một cái đức tin rất là mạnh mẽ ở Đức Phật, ở Tam Bảo đó, là do chúng tôi học một số điểm ở trong Tam Tạng. Thí dụ như là Đức Phật ngài xác định là một vị sa di nào đó mới 7 tuổi chứng qua A-la-hán, hay là ngài nói về một vị tỳ kheo cái tướng hảo rất là xấu nhưng mà vị đó lại là vị A-la-hán. Quý vị nghe hơi ngạc nhiên tại sao chúng tôi lại có đức tin với chuyện đó. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà Đức Phật ngài dạy một vị sa di nhỏ mà 7 tuổi mà chứng qua A-la-hán á, mà nếu vị đó không thực sự chứng A-la-hán á, mà lớn lên một chút tới tuổi dậy thì hay là tuổi thành niên mà vì nó dở chứng thì dở chứng mà sanh phiền não thì Đức Phật nói sai rồi. Thành ra cái chuyện mình Đức Phật kể sa di là vị A-la-hán đó là một điều rất là đặc biệt. Hay là có một vị tôn giả thân hình rất là xấu nhưng Đức Phật nói vì đó là vị A-la-hán thì các tỳ kheo thấy không? Nhưng mà sau đó thì chúng ta không có nghe nhắc nhiều về vị tôn giả đó trong các bài kinh khác. Thì như vậy Đức Phật ngài không có ngài không phải là ngài cố gắng ngài xưng tán hay là ngài ca ngợi một số đệ tử nổi tiếng nào đó, mà có những vị rất là nổi tiếng nhưng mà là phàm nhân thì Đức Phật vẫn rất là phàm nhân, mà có những vị không có tiếng tăm gì hết mà là A-la-hán thì Đức Phật vẫn nói là A-la-hán. Thì trong trường hợp khi mà chúng ta học về tâm ứng cúng của vậy, trước kia có nhiều vị đó, nhất là những vị sư mà không có học với nhiều pháp đó, thì hay nói rằng thắng pháp là cái môn các vị sáng tác về sau này. Thì thưa quý vị, khi người ta sáng tác ra một cái gì đó thì người ta đều phải tạo nên những cái điểm mà nó có lý, nó hợp tình hợp lý để là một tác phẩm, một sáng tác. Nhưng mà trong thắng pháp ông Tâm thì có rất nhiều thứ
mà nó chỉ nêu lên là bởi vì ở trong thực tánh thì nó có như vậy, chứ nó không có mang cái tính cách gì mà chúng ta gọi là để viện dẫn, để làm một cơ sở lý luận. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ quý vị hỏi trên bàn chúng tôi có bao nhiêu thứ, chúng ta nói có món A, món B, món C, có những món mà nó hợp lý và có những món không hợp lý. Nhưng quý vị hỏi thì chúng tôi cứ ghi nhận nó như vậy thôi. Thì trong 121 tâm á, có một cái tâm mà thật sự nếu mà ai mà sáng tác ra tạng thắng pháp mà không phải là Đức Phật thuyết thì một thứ tâm không cần nói đến đó, tâm sinh tiếu này. Tại sao tâm sinh tiếu không cần sáng tác? Bởi vì chúng ta biết rằng chư vị mà hoàn toàn đắc đạo chứng quả đó, thì theo trong thắng pháp các ngài có thể cười bằng năm thứ tâm. Năm thứ tâm đó là một vị Phật toàn giác như Đức Phật chỉ cười bằng hai thứ tâm thôi, đó là chỉ bằng cái tâm thọ hỷ hợp trí. Tâm thọ hỷ hợp trí trừ một thứ tâm. Thọ hỷ hợp trí. Nhưng mà chư Phật độc giác á lại có thể cười bằng tâm thọ hỷ ly trí. Tâm thọ hỷ hợp trí chúng ta nói là tâm tâm duy tác. Chư vị độc giác chỉ cười bằng tâm thọ hỷ, có khi hợp trí khi ly trí. Và chư vị thinh văn giác cười bằng tâm năm thứ tâm, tức là bốn thứ tâm duy tác thọ hỷ, lại có thêm cái tâm gọi là tâm sinh tiếu. Thì cái tâm sinh tiếu này đó, chúng ta thấy tạm hiểu như là thấy cái chuyện đó cười thì mình cười thôi. Dùng cái chữ tức cười thì nghe nó hơi lạ, nhưng mà nó buồn cười thì nghe nó cũng hơi kỳ đối với A-la-hán. Nhưng mà chúng ta tạm gọi là thứ cười của bản năng. Cười bản năng. Cái bản năng đó đó là ở trong cuộc đời có những chuyện mà nó khôi hài, thành ra diễn bị cười. Nhưng mà cái cười của vị này, cái cười thuần về bản năng, thành ra nó đơn giản lắm. Nhưng mà cái bản năng đó đôi khi nó còn là một thứ tiền khi nghiệp còn sót lại của một vị A-la-hán thinh văn. Như chúng ta nghe nói có vị A-la-hán mà ngài chứng quả rồi, nhưng mà khi mà ngài gặp một cái vũng nước ngài không bước ra mà ngài nhảy ra, tại vì tiền thân ngài có nhiều kiếp, ngài là sanh trong kiếp khỉ. Hay là một vị A-la-hán khi mà nói chuyện đó, thì cái cách nói của ngài vẫn là một cách nói lớn lối, vì lý do là trong quá nhiều nhiều đời nhiều kiếp với ngài là một ông chủ mà có bao nhiêu gia nhân, thì cách nói nó quen rồi. Thành ra bây giờ mặc dù đoạn tận phiền não rồi nhưng mà vẫn còn có một chút cái tiền khiên còn lại. Nhưng mà cái tiền khiên tật đó đó đối với thinh văn vẫn còn, nhưng mà với vị độc giác thì nhẹ hơn, và với Phật toàn giác thì hoàn toàn không. Chư Phật toàn giác không còn bất cứ tiền khiên tật nào, bởi vì chúng ta gọi là ngài là đấng trọn lành, cũng thời ứng cúng. Nhưng mà cái ứng cúng của vị A-la-hán là các ngài hoàn toàn không bị chi phối gì bởi những cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp, là chúng ta gọi là tiền khiên tật. Mặc dù ở đây đó là một điều mà chúng ta nói rằng chư vị A-la-hán các ngài đều đoạn tận phiền não, nhưng mà có sự khác biệt giữa chư Phật toàn giác so với độc giác, so với thinh văn giác. Thì thứ vị cái tâm sanh tiếu này đó, nó chỉ là một việc duy nhất là làm cái việc cười bản năng cho vị thinh văn thôi, chứ không có khó làm việc gì khác. Không làm việc gì khác. Nếu mà trong 121 tâm đó mà chúng ta muốn cắt cho trọn vẹn thì chúng ta nói 120 tâm bỏ tâm này, nhưng mà không, ở trên thực tế thì đây là một thứ tâm đơn lẻ riêng và nằm ở trong 18 tâm vô nhân. Và chúng tôi nói rằng tại sao chúng tôi có cái đức tin với một tánh pháp, là bởi vì trong những trường hợp như vậy là nếu mà nó không phải là một pháp thuộc về thực tánh, pháp thuộc về tự nhiên có đó, thì Đức Phật đã không dạy tới. Nó phải có như vậy.
thì để làm cái công việc ở trong cái tâm sân tiếu này, thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng trong 13 thuộc tánh ở tha đó thì không có dục, không có ý muốn, không có dục. Ở đây chúng tôi mới nói đơn giản là tại vì đó là một thứ máy móc, thành ra nó không có dục và không có cái thuộc tánh về dục. Điểm này thực ra một điểm rất là thú vị khi mà chúng ta học về môn thắng pháp. Mà trường đạo tự siêu, trường đạo có còn ở trước máy không? Nếu trường đạo tự siêu còn ở trước máy thì xin thiền tọa khoan hỷ cho biết. Giờ bạch thiền tọa từ siêu, thiền tọa có nghe được không vậy? Bạch thiền tọa từ siêu, chúng ta biết rằng đối với Đức Phật toàn giác thì Ngài không có cái tiền khiên đặt, không có còn một thói quen gì ảnh hưởng bởi quá khứ hết. Nhưng mà khi một cái cười do cái thói quen, cái cười còn lại của chư vị thanh văn giác, thì cái đó chúng ta nói tiền kiên định có nói quá không, hay là ở cái mức độ nào đó nó cũng chỉ là đã ảnh hưởng do thói quen quá khứ thôi. Xin thỉnh ý kiến của trường tòa thượng sư. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, đúng ra thì cái danh từ mà gọi là tiền khiên tật là để chỉ cho cái cố tật, cái thói quen xấu. Và cái danh từ này được dùng khi mà các ngài viết viết sách. Chúng tôi không thấy cái chữ Pali của cái chữ tiền khiên tật, mà trong cái thuật ngữ của thắng pháp thì tất cả những cái trường hợp đó được gọi là thường cận y, được gọi là thường cận y bắt tục nít giác. Chỉ dùng cái tiếng thường cận y và như vậy là đã quá đủ nghĩa, nhưng khổ nỗi là người ta lại quen với những cái từ thông thường như nói tiền kiên tập thì người ta hiểu, nhưng mà lại hiểu cái xấu đó. Cho nên khi mà nói đến vị A-la-hán còn cái tiền tập thì A-la-hán trên băng còn cái tiền kiên tập, thì chúng ta nghe chúng ta có cảm giác bị A-la-hán đó vẫn còn bị ảnh hưởng cái xấu hay không, cố tật không, chưa có bỏ được. Nhưng không phải, thưa quý vị, ở đây chúng ta nói cái thường cận y là đủ rồi. Thí dụ như có một vị A-la-hán ở trong kinh Pháp Cú ghi lại này, vị A-la-hán do cái thường cận y trong đời quá trong đời sống quá khứ đã trải qua rất nhiều kiếp sống, mình nói đúng ra là ở trong chú giải nói là 500 kiếp sống. Cái con số 500 đó thường xài để ước, khoảng cái thời gian
Chứ chúng tôi nghĩ rằng là không có chính xác là 500 đâu. Thì chúng ta cứ kể là 500, 500 kiếp sống quá khứ. Tiền thân của vị đó là một, đã từng làm ở cái chủ cả và quen bắt nạt và gắt gỏng với người ăn kẻ ở, cho nên cái thường cận y đó mà kiếp hiện tại này, mặc dù vị đó là vị A-la-hán rồi, nhưng mà cái lời nói của vị đó nghe nó không êm tai chút nào hết. Thế là các vị tỳ kheo cũng như các cư sĩ khi họ đến gặp vị đó, chào hỏi vị đó, các vị khách tăng ở xa đến chào hỏi hay là các cư sĩ đi đến chào hỏi, thì nghe cái giọng nói của vị đó họ không có hài lòng. Khi họ đến đảnh lễ Đức Phật xong rồi, với họ mới trình bày, họ nói rằng vị tỳ kheo đó tại sao mà nói chuyện tu hành mà sân giận dữ, có cái tâm phẫn nộ gì? Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngài biết rồi, nói rằng vị đó là bậc đoạn lậu, bậc A La Hán thì không có cái tâm sân hận, không còn cái tâm sân hận đâu. Nhưng mà vì do cái thường cận y trong đời quá khứ như vậy, cho nên vị đó mới có cái lời nói không êm tai như thế, là do vì cái thường cận y đời quá khứ như vậy. Thì Đức Phật ngài giải thích cho chư vị tỳ kheo cũng như các cư sĩ nghe về cái tiền nghiệp của vị đó. Thì bây giờ trong trường hợp này, nếu mà chúng ta nói vị đó, vị A-la-hán đó vẫn còn cái tiền khiên tật, thì chúng ta sẽ không có sự quan hỷ với A-la-hán. Chúng ta sẽ có cái tâm dị ứng. Một cái trường hợp này nó không có hay ho gì lắm. Khi mà chúng ta có tâm dị ứng hay là chúng ta có cái sự xem thường một vị A-la-hán thì là một cái vấn đề nó tạo nghiệp chúng ta. Cho nên trong trường hợp này chúng tôi ít có xài cái chữ tiền khiên tật đối với vị A-la-hán. Mặc dù ở trong kinh tụng thì mấy ngài viết rằng là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi nơi tiền khiên tật, đã được đoạn trừ vân vân. Thì khi mà nói như vậy thì người ta nghe, người ta cảm thấy ồ, Đức Phật là bậc toàn hảo, đấng trọn lành. Nhưng mà bây giờ đối với vị A-la-hán có một vài trường hợp mà chúng ta gọi đó là cái tiền khiên tật, thì chúng tôi nghĩ rằng cái trường hợp này nó không hay cho lắm. Cho nên chúng ta xài cái chữ thường cận y. Thường cận y là nó hay nhất, nó vừa đúng nghĩa, mà chúng ta nghe như vậy chúng ta cảm thấy rằng là cái thường cận y mà nó không được hay đó, nó không được đẹp đó, thì đối với Đức Phật vị chánh đẳng giác là ngài đã sửa được cái thường cận y rồi. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán thinh văn thì không có sửa được cái thường cận y đó. Thì như vậy thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì cho cái tư tưởng xem thường bậc thánh của chúng ta. Chúng tôi xin được chia sẻ Oh.
Lúc trước có lần chúng tôi đã nói là có đôi khi đó, thưa quý vị, Thượng tọa Giác Đẳng chỉ hỏi chúng tôi những cái câu hỏi trực tiếp, chúng tôi nhắm mắt lại và chúng tôi nghe Thượng tọa nêu lên cái câu hỏi, trong đó có dùng những cái từ ngữ như vậy, cho nên chúng tôi cố tình chúng tôi giải thích theo cái hỏi, cái câu hỏi trực tiếp. Nhưng mà không biết tại sao ở trong một cái câu hỏi mà được ghi trên trên màn hình đó thì nó có vẻ khác đi. Cái này chúng tôi nói hoài, nếu mà ai nghe chúng tôi trả lời cái câu hỏi nói rằng chúng tôi đang thảo luận cái câu đó thì tự nhiên họ nghĩ rằng chắc chắc từ đó thầy siêu bị già lẩm cẩm rồi, người ta hỏi đường trả lời nẻo. xin để trở lại. Sao thu cái chừng thưa Phật tử, chúng ta còn nhiều phần liên quan đến chúng ta còn nhiều phần liên quan đến những bài học, chúng ta bài học về sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Chúng tôi muốn nhắc quý vị một điều trước khi trở lại với sự tỏ tự siêu với câu hỏi sau cùng, đó là khi mình học thắng pháp á, có một điểm rất là quan trọng là mình phải nhớ về mình nên dùng các biểu đồ. Các biểu đồ lý do mà ngài trình sự, mà ngài khi mà ngài mới Việt Nam á, ngài dùng rất nhiều cách để ngài làm các biểu đồ. Chúng tôi nói quý vị nghe, trước kia khi mới có khởi sự giảng bài này, có thời gian ngài ngài đem ngài xem chén. À, ngày đem chén, đem tô, đem đĩa ở trong chùa. Hồi xưa ở trong chùa như chùa Viễn Giác, quý vị, người ta nấu đồ chay, người ta nấu nhiều thứ lắm, nấu lúc chút. Quý vị nào ở chùa bây giờ chắc hết rồi. Hồi chúng tôi còn nhỏ vào chùa đó, mỗi một cái ngày lễ nấu ăn nấu đủ thứ chút hết rồi. Ngày dùng mấy cái đó ra ngày xếp thành cái này là tâm, cái nào thuộc đánh tâm. Rồi sau này có lúc ngày dùng đục xu, và sau này gọi là tiến bộ hết, là hiện đại hết, là ngày dùng đến biểu đồ chúng ta làm ở đây. Bây giờ quý vị nhìn vào biểu đồ á, thì quý vị có thể nhớ được nhiều hơn, thật là quen biểu đồ. Và một điểm khác mà chúng tôi nhắc quý vị là đừng bao giờ học qua loa, nghĩ rằng mình học như vậy là được rồi. Ví dụ mình đã học tâm tham, học lần đủ rồi. Khi mình học tâm tham á, mà mình học qua các cái thuộc tánh rồi, 8 tâm tham, mỗi tâm tham như vậy nó phối hợp bao nhiêu thuộc tánh, một thuộc tánh phối hợp bao nhiêu tâm tham á, thì sẽ cho chúng ta hiểu thêm về tâm tham đó. Dạ. Và rồi chưa hết, như lâu lâu quý vị Phật tử nghe hồi nãy Thượng tọa Từ Siêu có nói về duyên sanh và duyên hệ, đặc biệt là duyên hệ đó. Khi chúng ta học duyên hệ thì chúng ta lại đem những gì mình học ra, chúng ta ráp tới ráp lui, xào tới xào lui, và chúng ta cân phân đủ chuyện thách, thì như vậy giúp chúng ta học. Cái người học thắng pháp mà học tốt, đó là luôn luôn biết vận dụng cái vốn liếng của mình, vốn liếng về từ vựng, vốn liếng về ý nghĩa để hiểu bài. Chúng tôi rất là sợ là những người học á, là học trước quên sau, hay là chúng ta không có quan tâm nữa. Mình thấy chuyện đó nó không quan tâm mình bỏ qua. Nhưng mà khi mình học vào thắng pháp á, chúng ta phải giữ cái tâm niệm như vậy, là những gì mà chúng ta học ở trong mỗi một bài học đó, nó sẽ không có vô ích đâu. Mỗi một bài học như vậy đó, nó có cái chỗ dùng về sau này. Cũng như hồi nhỏ chúng ta vào học cửu chương, 212, 224, 236, mình học nghe ô lớn lên làm cái gì về chuyện đó. Nhưng mà khi mình học số học, ngay cả học đại số, khi mình học toán lượng giá, học về hình học không gian, vân vân, học nhiều thứ, thì những con số, những cái cộng trừ nhân chia, bản cửu chương nó vẫn có lợi, chứ không phải là chỉ học rồi bỏ đó.
Thật ra như vậy thì khi mà mình học Thắng Pháp có cái đặc biệt là nó là một hệ thống rất là liền lạc, nó đan với nhau rất là chặt chẽ. Và thì tôi từ siêu nói một câu mà không biết là quý Phật tử nào có hiểu và có thấm được chuyện tôi nói. Chuyện tôi nói đôi khi nói chuyện với người trong nghề và ngoài nghề, ở đây chúng tôi nói là cái người trong nghề á, là nhiều khi là nó là cái môn học mà mình quen rồi đó, thì nói trật một chút, nói sai một chút thì mình cảm thấy nó có vấn đề. Dạ, tại vì sao vậy? Nó giống như là những gì mà nó được đan với nhau, mà nếu nó thiếu một phần thì như cái máy mà quý vị tháo một cơ phận nó không có chạy được. Thì đó là lý do tại sao mà những vị học Thắng Pháp đôi khi có vẻ hơi khó tính. Dạ, đôi khi khó tính. Thay vì nói một chiều trả lời một thứ rồi phải đem ra phân tích, nói đi nói lại. Thì hôm nay chúng ta học về sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh trong cái phần 18 cái tâm mà làm việc cơ năng, trong đó có ngũ sung thức, có chiếc hai tâm chiếc thô, ba tâm quan sát, có khai ngũ môn, khai ý môn và tâm sinh tiếu. Khi mà chúng ta học phần bài học tới, chúng ta học về tâm bất thiện và bằng tâm bất thiện, thì chúng tôi nhắc quý vị một điều là người học cần đặt câu hỏi. Và khi mình học Thắng Pháp có nhiều khi mình phải chịu khó hỏi tại sao tâm này nó chỉ có chuyện này thuộc tánh, tại sao thuộc tánh này không đi với tâm này. Cái hỏi như vậy rất có lợi, bởi vì về lâu về dài đó nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ việc này một cách tường tận hơn. Mà thường thầy siêu thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa nghe được xin thượng tọa khoan hỷ với một câu hỏi, và kỳ này thì không không dám do không dám hỏi một đàn mà đưa một viết bộ não. Bởi thưa là từ siêu có một điểm mà trong Thắng Pháp á, mà sư trưởng thường hay nói là đã nói văn ôn võ luyện, mà trong Thắng Pháp mình học á, thì phải chăng là càng học những bài về sau này thì chúng ta càng hiểu rõ về những bài đã học. Ví dụ như một cái tâm mà mình đã học rồi không có nghĩa là mình học hết, và không có cách gì mình học hết, mà mình phải học thêm thuộc tánh để hiểu về tâm, học về những cái phần sau về người cõi nghiệp để hiểu về tâm. Có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh sư thọ hoan hỷ cho bài chia sẻ của sư thọ về điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, quả thật như vậy, khi mà chúng ta học ví dụ pháp mới bước đầu, chúng ta đi qua cái tâm đó, qua cái sắc pháp đó, hay qua cái thuộc tánh đó, chúng ta chưa hiểu nhiều, chưa hiểu sâu sắc. Khi mà chúng ta học càng đi sâu vào ý nghĩa của những cái pháp khác, lúc đó chúng ta quay trở lại với cái pháp lúc đầu chúng ta học, chẳng hạn như là cái tâm lúc đầu chúng ta học, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, chúng ta hiểu rõ hơn. Ngày xưa đó thưa quý vị, khi mà chúng ta học vi diệu pháp đó, chúng ta học ở trong, trước hết là học ở phần tiểu học, là học
gọi là cái tập bài giải, hai tập bài giải của ngài Hòa thượng Tịnh Sự, đó là cái giáo trình học thắng pháp và tiểu học. Thì hai cái tập bài giải đó thì ở trong đó ngài làm để học bản nêu, cho nên ngài để ngài nói đọc và giải trang mấy, đọc và giải trang mấy, đọc và giải trang mấy, tức là cái trang đó là cái trang của cái tập bản nêu được tô màu, chẳng hạn như hôm nay khi mà học về cái tâm ngũ thông thức có bao nhiêu tâm sở phối hợp thì tô màu ở bên ngũ thông thức, rồi cái phần tâm sở tức là thuộc tánh đó thì ngài tô bảy tâm sở biến hành tô màu. Thì chúng ta nhìn cái trang đó đó là chúng ta thì chỉ thấy ở bên trái là 10 cái tâm mà gọi là ngũ xung thức là một màu đó, qua phía bên tay phải ở góc trên chúng ta thấy 7 tâm sở biến hành. Và khi mà ngài dạy như vậy đó, ngài viết như vậy mà đọc, có đôi khi thì chúng ta cũng không muốn đọc qua, bởi vì chúng ta thấy chúng ta biết rồi. Và từng phần khi mà ngài giải thích thì cái phần tập bài giải của ngài phần lớn là ngài giải thích theo cái bộ Abhutthapadasangaha, lại thêm có ý nghĩa của thân tịnh đạo nữa. Cho nên cho đến khi mà chúng tôi đọc và chúng tôi đi chậm lại để chúng tôi giảng lược cái bộ thân tịnh đạo là cái giáo trình, thì lúc bây giờ chúng tôi phát hiện ra như là quẩn xứ giới đế quyền hay là thập nhãn di duyên hoặc là 24 duyên hệ ở trong thanh tịnh đạo có nói đến trong cái phần tuệ. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng tôi rất hoan hỷ, chúng tôi rất mừng là nhờ trước đây mình có học cái phần tiểu học tập bài giải của ngài Hòa thượng, cho nên bây giờ đọc qua thanh tịnh đạo chúng tôi hiểu. Ngược lại, nhờ có thanh tịnh đạo giải thích cái chỗ này, cái chúng tôi hiểu rõ được ở cái tập bài giải ngày trước đây chúng tôi đã học, vì ngài cũng trình bày như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng tôi mới thấy rằng là học vì pháp và càng học thì chúng ta càng sáng tỏ cho ở phía trước những gì chúng ta đã học qua. Cái điều cũng rất là hay thưa quý vị, nhưng mà ở đây cũng nói với quý vị rồi, nó khác ở kinh tạng. Ở kinh tạng đó, khi mà chúng ta đã học hết 152 bài kinh, chúng ta quay trở lại học từ bài kinh số 1 cho đến bây giờ là bài kinh số 90 mấy rồi. Nhưng mà bây giờ hãy chúng ta đọc lại bài kinh nào thì chúng ta cảm thấy như là mới mẻ cái bài kinh đó, bởi vì không có, không cần cái sự liên đới với nhau, không cần sự liên đới với nhau. Còn ở trong thắng pháp thì có cái sự, cái lịch sử liên đới với nhau vì chi pháp. Cho nên hễ chúng ta học, càng học về sau thì chúng ta càng sáng thêm cái phần trước mà chúng ta đã học rồi. Chúng tôi xin được một vài lời
để chia sẻ với quý vị về cái câu hỏi câu thảo luận số 5 thượng tọa giả Bình Niêu Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa tế sư. Thưa quý vị, chúng tôi nói chiều này ra không phải là để kể công với vị Phật tử, nhưng có thượng tọa tế sư ở đây, chúng tôi phải nói thêm là bây giờ mà quý vị học thắng pháp á, trong cái kiểu học này đó, là so với thượng tọa tế sư mà chúng tôi ngày xưa học á, thì thật ra quý vị bây giờ thuộc về dạng gọi là có phước, thuộc dạng con cưng. Ngày xưa chúng tôi thú thật với Phật tử là học là bị rầy, chúng tôi ở ngày từ sự 3 năm trước mà chúng tôi đi học ở Văn Hạnh ở Dung Ngài là chúng tôi không nhớ có buổi học nào hay có trường học nào chúng tôi học với ngài mà không bị ngài rầy hết. Dạ. Và không có tài liệu như bây giờ đâu. Dạ. Bây giờ quý vị học có hầu như là chúng tôi nói quý vị nghe, ví dụ chúng tôi nói ok, chúng tôi nói cái tâm này có bao nhiêu thuộc tánh, chúng tôi có chú thích nói theo danh từ bên ngoài, cách nói bên ngoài tức là mình dọn, mình ăn chỉ cần múc dọn đồ ăn sẵn lên bàn chỉ múc và ăn thôi đó. Chứ ngày xưa chúng tôi học mới không có được như vậy. Dạ, hồi xưa học ồ tâm này có bao nhiêu thuộc tánh hợp vậy thôi, không biết thì hỏi, mà hỏi không khéo bị rầy nữa. Và hồi xưa gian nan lắm thưa quý vị, không có nhiều tài liệu. Bây giờ chúng tôi nói thật học dễ tâm bề. Nếu mà quý vị Phật tử mà bây giờ mà không học thì thật ra rất là uổng. Và chúng tôi phải nói nữa là cái kiểu mà thượng tọa tề siêu và chúng tôi giảng cho quý vị nghe mà chúng tôi giảng phần, thượng tọa tề siêu giảng phần rồi có vấn có đáp có hỏi qua hỏi lại đó mà quý vị học không được nữa đó thì chúng tôi cũng chào thua thôi. Dạ. nghĩa là phải nói một điều là hiện tại bây giờ đó chúng ta có quá nhiều phương tiện. Và cái cách giảng dạy của chúng ta nó đã cải thiện rất là nhiều. Ngày xưa thưa quý vị, phải nói rằng có thầy đó, có thầy là ngài tự sự đó, có sư trưởng đó, nhưng mà chúng tôi học phải gọi là học mò, tức phải ráp từng miếng với nhau, giảng phần này phần kia đem ráp lại, chứ không phải là có người làm sẵn cho mình. Chúng tôi tạm nói là giống như đồ ăn thì có để trong kho đó, rồi muốn vô trong đó rồi lửa nào ra rồi nghĩ cách nào để chế biến để ăn, chứ không phải là ta nấu sẵn dọn trên bàn cho mày ăn đâu. Vì vậy bây giờ học thắng pháp nó đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều. Chứ cũng mong rằng ở trong cái nỗ lực của chư tăng á thì càng ngày càng được quý Phật tử, càng quý Phật tử có thể tận dụng cái cơ hội này để mà học. Còn nếu mà chúng ta không có học đó thì thật ra nó cũng như là chúng ta kém phước lắm. Mình nhớ một điều rằng Phật pháp tồn tại ở trên thế gian này đó là nhờ vào sự tồn tại của Phật pháp. Đạo Phật không tồn tại, chỉ có chùa thôi, mà đạo Phật tồn tại nhờ sự tồn tại Phật pháp. Mà Phật pháp tồn tại được đó là nhờ vào sự hiểu Phật pháp. Không thể nào Phật pháp tồn tại mà chỉ qua tam tạng kinh điển để ông tủ được, mà phải có người hiểu. Mà chúng tôi hứa quý vị rằng muốn hiểu Phật pháp mà hiểu tới nơi tới chốn đó, mà quý vị không học thắng pháp thì rất là uổng. Bởi vì thật sự mà nói có nhiều điểm, có đôi khi chúng tôi hỏi thượng tọa tự siêu vậy chứ, mình có thể nào mình học cái này mà giảng cái này mà không có đem thắng pháp, thượng tọa tự siêu cũng phải đầu hàng thôi. Nếu không có thắng pháp thì không hiểu được. Vì vậy có được cái thắng pháp á, thì chúng ta sẽ hiểu Phật pháp tốt hơn. Mà hiểu Phật pháp tốt hơn tức là Phật pháp có tồn tại, và Phật pháp có tồn tại thì đạo Phật mới tồn tại. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây mỗi ngày để cùng nhau thảo luận, cùng nhau chiêm nghiệm lời Phật dạy. Và quý Phật tử cũng thấy rằng hiện nay chúng ta đã đi học, chúng ta đã học tới bài 59 rồi. Tại qua 59 bài mà chúng ta chỉ mới có đi ở phòng ngoài thôi, và chúng ta chưa có đi sâu vào. Vì vậy
Chúng tôi tin rằng lớp Phật Pháp Buddhadharma được duy trì 20 năm qua, và bây giờ thì lớp Thắng Pháp nó đã có thể tồn tại được. Thì nếu 20 năm nữa mà lớp Phật Pháp còn được duy trì đó, được duy trì đó, và lớp Thắng Pháp duy trì 20 năm nữa đó, thì thưa quý vị sẽ lợi lạc cho quý vị rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta đọc ở trong kinh Mangala Sutta, kinh Khắc Tường, Đức Phật Ngài có dạy rằng một trong những cái dấu hiệu Khắc Tường, trong những cái điều lành rất là tốt đẹp, đó là những điều Khắc Tường, đó là mình thường ý kiến các vị Sa Môn, thì quý vị thường vào đây gặp chư Tăng, gặp chư Vệ giảng sư, rồi tùy thời nghe chánh pháp, rồi tùy thời đàm luận pháp, và những điều đó. Rồi Đức Phật dạy rằng đa văn và nghe nhiều, nghe nhiều cũng là một cái lợi lạc. Nên chi chúng ta hãy tận dụng và hãy sống trong cái niềm hoan hỷ. Thật ra nếu mà mình đi chùa chỉ biết lễ Phật, chỉ biết cúng dường, nhưng mà không học Phật pháp, thưa quý vị, thật ra uổng lắm. Nói như vậy thì thường, nhưng mà quý vị biết rằng ngay cả Đức Phật này cũng khuyên chư tăng là cái việc mà ngay cả việc thờ phượng xá lợi Phật cũng để những cư sĩ, các con hãy cố gắng tu tập, để các con tu tập. Thì chúng ta thường đến với Phật pháp đó bằng cái thói quen, bằng cái nếp sinh hoạt của thường thức, nếp văn hóa, nhưng mà để học Phật pháp thực sự đó, thì phải bỏ công bỏ sức. Và ở đây chúng ta có cái duyên rất là đặc biệt. Chúng tôi thưa với quý vị rằng ở trong đời mà chúng tôi đi học Phật pháp, và đặc biệt là môn Thắng Pháp đó, chưa bao giờ chúng tôi có cái duyên mà học một lần gặp lúc có hai vị sư, ba vị sư, bốn vị sư, năm vị sư mà cùng nhau đàm luận hết. Đa phần là học riêng rẽ, học của vị khác rồi mình ráp lại với nhau. Thật ra ở trong cái điều kiện của Pao Thoát, của lớp Phật Pháp Buddhadharma, chúng ta có cái nhân duyên. Nhân duyên đó là chư tăng nó sẽ ngồi lại đàm luận. Đôi khi thưa quý vị, có những vấn đề mà mình nói một mình á, thì nghe nó cũng chán, và đồng thời nói một mình á, nhiều khi nó không hết ý bằng cái sự đàm luận. Và sự đàm luận nó, bởi vì ở trong kinh Đức Phật Ngài cũng tán thán sự đàm luận pháp. Quý vị nghe hồi nãy chúng tôi nhắc trong kinh kinh Cát Tường, kinh Mangala Sutta, thì kinh Điềm Lành, đàm luận pháp cũng là một cái lời lạc, và nghe pháp cũng là một lời lạc. Thì chúng ta hãy tận dụng cái cơ duyên này, là một cơ duyên tốt, để cùng nhau học, cùng nhau hiểu. Đức Phật Ngài nói dạy rất rõ rằng một ở trong những cái bước đầu rất là quan trọng là chúng ta có đến gần, rồi có lắng tai nghe, rồi ghi nhớ, rồi suy niệm, rồi đem áp dụng. Đem áp dụng thì có lắng nghe, có ghi nhớ thì chúng ta mới suy niệm được, còn bước đầu không có thì rất là khó. Thì chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục lớp Thắng Pháp này ở trong điều kiện tốt nhất, để quý vị có thể học một môn học tương đối rất là khô khan. Tuần tới này chúng ta sẽ nói về cái sự tương hợp giữa tâm tham, tâm bất thiện và các thuộc tánh, mà qua đó cũng cho chúng ta nhiều ý đặc biệt. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddhadharma. Kính trân chư tôn đức đã vào room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý